Tụi Linh tới cái chỗ này rồi, mọi người nhìn cái tòa này là biết cái gì chưa? Nếu mà chưa thì tiếp tục theo dõi cái hành trình của Linh nữa nhé. Linh sẽ quay cận cho mọi người xem nó như thế nào nha. Ja, maar goed, ik kan gewoon even bij die markt kijken als die hier klaar zijn. Đây là cái tường thành bao quanh. Và mình phải mua vé vào cổng. Thì việc vé như thế nào Linh chưa biết. Tại vì zet ik jullie hier zo af? Ja. Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Linh đã ở phía bên trong thành Pisa và Linh sẽ giới thiệu cho mọi người về cái tòa tháp này sau. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và theo dõi kênh Dutch Way of Life. Bây giờ mọi người tiếp tục theo dõi hành trình của Linh để đi tham quan cái thành Pisa này nhé. Mặt Linh mập tràn màn hình luôn. Ok. Quanh cái thành này thì rất là nóng. Và đây là cái chỗ mà bóng mát duy nhất tụi Linh hiện tại đang chiếm đóng để ngồi và ăn. Và có nhiều người ngồi lên chứ không phải một mình Linh. Bánh mì này là trứng và có ngừ. Linh mua để ăn sáng, ăn xong thì phải leo lên. Không leo lên mà đi vòng vòng ở chỗ này nhé. Hàng trăm con người tập trung lại đây. Và có một cái thế duy nhất, cái thế phổ biến duy nhất đó là mọi người đã thấy không? Đưa cái tay ra đỡ cái tháp hoặc là đẩy cái tháp. Và Linh cũng vậy. Linh cũng làm như vậy để chụp hình để cho mọi người xem. Hồi nãy Linh nói là giá 18 euro leo lên tháp, nhưng mà có thể nha cả nhà. Nhưng mà có thể là đi vào cái tòa thánh đó luôn. Đi vào tòa thánh để tham quan. Nếu mà mọi người tới đây và chưa bao giờ leo lên cái tòa tháp cao thì leo thử cho biết. Chứ với Linh thì thôi nè, Linh sợ lắm rồi. Bù, chở con, tụi nó mới đi chụp hình xong. Cả nhà ơi, mình đang đứng trước cái tòa tháp Pisa, tòa tháp mà nổi tiếng nhất ở trên thế giới luôn đó cả nhà. Thì tòa tháp này nằm ở miền Trung nước Ý và nó nghiêng 5,5 độ. Nó nằm ở bờ dọc cái con sông Arno. Và khi mà mình tới đây á thì mình sẽ đẩy cho bớt người một tí rồi nói. Khi mà mình tới đây á, nếu mà mình muốn leo lên tòa tháp thì mình phải trả 18 euro. Mà tụi Linh quyết định là không có leo lên. Là tại vì á, mọi người thấy cái lúc mà Linh leo lên cái tòa tháp Vatican rồi đó, thì tụi Linh rất là mệt và con của tụi Linh không còn muốn đi đến tòa tháp này nữa, không có muốn leo lên nữa. Tụi Linh chỉ muốn đi vòng vòng thôi. Và khi mà cái tòa tháp này, khi cái vùng đất này là trước đây thuộc người La Mã, nhưng mà sau đó thì bị người Florence, là thành phố Florence cũng là một cái thành phố rất là lớn và rất là đẹp. Tụi Linh cũng có ý định đến đó, nhưng mà cái thời gian là tụi Linh đi không được. Thì tụi Linh nói lên, Linh nói trở về cái chuyện mà bị người Florence chiếm đóng. Khi mà chiếm đóng thì cái thành phố này bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa phục hưng rất là nhiều. Cho nên ở đây kiến trúc thuộc về cái thời phục hưng này nha. Văn hóa, kiến trúc và những cái bức tranh vẽ nữa. Nếu mà tụi Linh đi gần đây và tụi Linh thấy cái tranh vẽ và những cái bức ảnh vẽ phục thì Linh sẽ giới thiệu cho mọi người biết nhé. Mọi người thấy không? Quá trời người xếp hàng luôn để đi lên trên đó. Mà Linh nhất định là Linh không đi đâu. Sợ lắm rồi, sợ leo lắm rồi. Đây là khuôn viên rất là lớn. Mọi người muốn tham quan và có thông tin về cái vé rõ ràng hơn thì Linh quay ở đây. Hồi nãy Linh đọc trên website ấy, thì chắc có lẽ là cái giá nó khác. Nhưng mà bây giờ đây là cái vé vào từng cụm như thế nào, cho bao nhiêu người và bao nhiêu tiền. Vào một cái torrent này nè, cái chỗ này thôi là 20 euro một người, mắc quá hả?
tiền. Hồi nãy nó 18 euro là thấy rẻ chứ, cũng mắc rồi chứ. Bây giờ ai ngờ vô cũng mắc hơn nữa. Cũng có nhiều người chờ mua vé lắm. Bây giờ chồng con cái đâu hết trơn rồi. Mấy ngàn người luôn cả nhà đang ồn ồn téo tới phía kia. Và bên này thì đang sửa chữa lại. Đây là thông tin. Muốn biết cái gì vào đây hỏi. Và gửi giỏ sách. Ở đây là chỗ gửi giỏ sách chứ quên. Đọc sai, dịch sai. Đây là quầy bán quà lưu niệm. Sorry. Hình tòa tháp này là bao nhiêu tiền? Cái tòa tháp lớn này là 26 euro 50 cent. Cái này là 15 euro 50 cent. Trước đây khi mà Linh đi du lịch đó, những cái năm đầu tiên Linh đi du lịch thì Linh hay mua quà lưu niệm lắm. Nhưng mà bây giờ thì thấy là không có cần thiết mua nữa. Có mua thì chắc có thể mua ly hoặc là những cái chén mà mình về mình sử dụng được đó. Chứ còn nếu mà mua để trang trí thì không. Mặt nạ. Cái này là cái gì đây ta? À, cái chuông. Vòng cổ. Mấy cây ly này mắc ghê luôn. Cây ly nhỏ vậy 6 đồng 90, coi như là 7 đồng đi ha. Còn cái này là 10 đồng. Mắc kinh thiệt. Mà Linh thì Linh lại thích mấy cái này. Linh thích mấy cái này hơn. Cái này đẹp hơn. Cái này bao nhiêu vậy ta? Wow, 25 euro cả nhà ơi. Mặc quá. Còn đây là những cái bưu thiếp. Nhà Linh nó chuyên gia đi chơi xong mua bưu thiếp mà mua gần lúc tới lúc về mới gửi, hoặc là xách tới nhà đưa cho người ta luôn. Thì tình nhà Linh chán ghê. Đây là phía bên trong. Mình không có vào trong được thì mình quay ở như vậy cho cả nhà coi nha. Và giống như bên kia Linh quay thì ở cửa, hai bên cánh cửa trạm chỗ rất là nhiều. Mê luôn á, mê thật là mê. Tụi Linh bây giờ đi một vòng ở chỗ này xong rồi tụi Linh sẽ ra xe, tụi Linh về. Là cái điểm dừng chân kế tiếp sẽ là Milan. Mọi người nhớ đón xem tụi Linh đi Milan và làm gì ở đó nhé. Tụi Linh bây giờ ra khỏi thành nha cả nhà. Mọi người nhìn thấy phía bên đó không, là cái cổng ra vào đó. Tụi Linh sẽ đi ra bên đó và cái chỗ giữ xe của tụi Linh cũng ở chỗ đó luôn. Thì anh xã Linh nói bên đây có bán rất là nhiều đồ lưu niệm. Tụi Linh muốn tới đó Linh coi. Coi thôi, có mua không thì tính sao. Tạm biệt Pisa nhé.
làm việc lần thứ hai và hẹn vào một năm nào đó có dịp sẽ trở lại đây. Ôi trời ơi, làm sao mà leo ra khỏi cái cổng này, nóng gần chết. Hay tại vì chỗ này rào lại không cho mọi người đi vào đây, không cho mọi người đi đường tắt vào bên từ đó vào đây mà lại cho mọi người đi ra, thấy cũng lạ. Cái chỗ này nhìn giống như một cái vương miện đội đầu vậy cả nhà hả? Trạm chỗ nổi rất là hay luôn. Mọi thứ đều hoàn hảo với Linh ấy nha, trong mắt Linh mọi thứ đều rất là hoàn hảo. Và ở đây thì có một con sư tử, chắc là cái kiểu phong thủy ngày xưa mà để giữ tường thành. Và bây giờ thì tụi mình tiến tới vào đây, không biết bên này có gì, nhưng mà và không biết có phải trả phí vào vé và trả phí vào cửa không nữa. Cứ từ từ bước tới, ai bước tới đâu mình tới đó, ai cản lại thì mình đi ra. Cổng này, cổng ra vào và phía bên kia, Linh thật sự là thấy có rất là nhiều quà lưu niệm luôn, và có bán cũng nhiều mặt hàng giả lắm nha. Mấy người bán hàng này phải cập nhật nhiều lên, tại vì bây giờ ai cũng biết là hàng giả đại trà rồi, và cũng ít ai mua mấy cái này lắm, cho nên mọi người phải cập nhật nhiều lên, chứ để như vậy bán hàng rong như vậy thì cũng bán cũng không có được gì nhiều cả. Mấy cái tòa tháp ở đây bán thì rẻ hơn ở phía bên trong, nhưng mà Linh không biết cái chất liệu thì như thế nào. Ever khan, ok. Con Linh từ chối đi coi mấy cái quà lưu niệm rồi, tụi Linh đi quay lại phía sau, quay lại cái đường cũ để đi ra. Và tụi Linh quay ngược lại cái đường hồi nãy nha cả nhà. Thôi thì cũng có dịp để cho mọi người xem cái phần bên này của pizza. Vì là mỗi năm tòa tháp này sẽ nghiêng một tí, người ta sợ là nó sẽ sụp đổ, cho nên rất là hạn chế số lượng người tham quan. Không có phải vào ùm đâu, mà chỉ vào từng tốp, từng group nhỏ. Nhưng mà Linh nghĩ như vậy thì cũng thoáng hơn cho mọi người đi, chứ nếu không hả, kéo ùm lên trển cho cứng hết. Hồi lúc mình vào, lúc đầu phim, Linh không biết có mọi người có để ý không, thì ít người hơn. Còn bây giờ thì trời ơi, chỗ nào nó cũng kín hết cả người. Nếu những người bán hàng rong mà họ không lừa gạt thì thật sự rất là đáng thương. Tại vì với những cái mặt hàng họ bán bây giờ thì sẽ không còn được ưa chuộng như gọi là chưa có toàn cầu hóa cả nhà. Bây giờ thì đi đâu cũng mặt hàng này mặt hàng nọ, nó giống hệt nhau và cũng dễ dàng mua. Còn ngày trước mình đi thì nó có cái khác, có sự khác biệt thì nó sẽ thú vị hơn.
rồi. Linh chính thức tạm biệt visa và tạm biệt cả nhà trong clip này. Hẹn gặp lại mọi người ở Milan nhé. Nhớ theo dõi hành trình của Linh tiếp theo. Và Linh sẽ quay những cái cảnh đẹp cho mọi người xem nữa. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà. Và chúc cả nhà một ngày thật là vui. Bye bye.